Mình là Bùi Thị Quý, thân ái chào quý vị và các bạn. Thân mời quý vị và các bạn cùng mình vào lễ Phật và tham quan ngôi Tam Bảo thật trang nghiêm và hoành tráng này nhé. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy an lạc. Oh.
Trong long hoa mưa diệu pháp thấm nhuần nơi thiên bảo.